Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 122 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ai cũng mong muốn có được một làn da trắng sáng, khỏe mạnh. Thế nên, việc hiểu biết về da là một điều hết sức cần thiết và quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ làn da của mình. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về cấu tạo của làn da, giúp quý vị hiểu rõ về làn da của mình, từ đó đưa ra các biện pháp chăm sóc và bảo vệ da phù hợp nhất cho từng người, mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Rồi kính thưa quý vị, theo cái nhu cầu À, chăm sóc sức khỏe đặc biệt là chăm sóc sức khỏe về làn da của chúng ta, à, đặc biệt là đối với các cái chị em phụ nữ. Hôm nay chúng tôi sẽ à, trình bày với quý vị à, về cái cấu tạo của làn da, bởi vì khi mà à, chúng ta hiểu thấu đáo về làn da của chúng ta rồi đó, thì chúng ta sẽ có à, những cái phương pháp chăm sóc sức khỏe cho làn da chúng ta để chúng ta có một cái làn da trắng sáng khỏe mạnh trước cái nhu cầu hết sức là thiết thực như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một cái cách khái quát nhất để cho quý vị hiểu rõ bản chất của làn da của chúng ta như thế nào, chức năng sinh lý của nó ra sao để cho quý vị có cái định hướng và qua đó chúng ta chăm sóc làn da của chúng ta một cách hiệu quả nhất. Như quý vị đã biết, đó, da người của chúng ta là một cái lớp vỏ bọc toàn bộ cái cơ thể của chúng ta, những cái cơ quan nội tạng bên trong đều được bao bọc bởi làn da. Do đó, cái làn da của chúng ta nó là một cái cơ quan lớn nhất trong cái hệ thống vỏ bọc. À, người ta tính cái trung bình á thì diện tích của da chúng ta nó lớn hàng thứ hai trong cơ thể, chỉ sau cái diện tích của ruột non thôi. À, đối với những cái người trưởng thành á thì khi mà người ta trải đều cái làn da ra thì người ta thấy rằng à, trung bình cái diện tích bề mặt của da chúng ta nó khoảng từ 1,5 cho đến 2 m vuông Quý vị thấy là một cái diện tích rất là rộng lớn. Cái độ dày của da thì nó cũng thay đổi theo vị trí của từng bộ phận trên cơ thể à, Nam à, nó dày hơn là nữ và người già thì nó dày hơn là người trẻ Hoặc là như các cái vị trí trên cơ thể chúng ta Da ở cẳng tay à, nó sẽ mỏng hơn là da ở chân à, Da ở gót chân, ở lòng bàn tay nó sẽ dày hơn ở những chỗ khác Và đối với à, giữa nam và nữ đó, thì à, người ta tính trung bình là da ở nam giới thì nó dày khoảng 1,3mm và da ở nữ giới là 1,2mm Trên màn hình là quý vị thấy đây là một cái thiết đồ của da chúng ta thì người ta thấy rằng mỗi một in da tức là khoảng 6,5cm vuông thì nó có chứa tới 650 tuyến mồ hôi khoảng 20 mạch máu và 60.000 tế bào menaloside cùng với khoảng trên 1.000 các cái đầu mút dây thần kinh quý vị thấy rằng một cái làn da của chúng ta nhìn bề ngoài thì nó đơn giản nhưng mà nó có cấu tạo rất là đặc biệt và vô cùng phức tạp chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu các cái cấu tạo của làn da nó gồm những cái thành phần nào các cái nhà giải phẫu người ta chia da ra gồm có 3 lớp chúng ta nhìn từ ở trên xuống dưới nó có gồm có lớp thượng bì đây quý vị từ cái mặt da của chúng ta xuống cái lớp thượng bì cái lớp kế tiếp là cái lớp trung bì ở giữa và cái lớp thứ ba là cái lớp hạ bì. Cái lớp thượng bì này hay người ta còn gọi là biểu bì, lớp trung bì và lớp lớp hạ bì. Cái lớp thượng bì này người ta còn gọi là lớp biểu bì, cái lớp trung bì này người ta còn gọi là lớp nội bì. Cái lớp cuối cùng lớp hạ bì, hạ bì ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái lớp thượng bì này, nó gồm có những cái thành phần nào, cấu tạo của nó ra sao. Trên màn hình quý vị thấy, đây là cái uh, lớp thượng bì, uh, lớp thượng bì uh, chính là cái lớp da ở ngoài cùng này mà chúng ta uh, sờ thấy, chúng ta chạm vào được, chúng ta quan sát bằng mắt thường được thì đó là thượng bì, uh, nó có cái độ dày trung bình khoảng 0,2 mm uh, tùy từng vùng quý vị thấy cái da của chúng ta rất mỏng rồi mà cái lớp thượng bì này nó lại còn vô cùng mỏng nữa, nó chỉ khoảng 0,2 mm thôi, có những chỗ mỏng hơn, cũng có những chỗ dày hơn. Thông thường thì cái lớp thượng bì này nó dày nhất ở trong lòng bàn tay, lòng bàn chân và nó mỏng nhất là ở quanh khoé mắt của chúng ta. Cái nhiệm vụ chính của cái lớp thượng bì này là nó bảo vệ cơ thể của chúng ta khỏi cái sự xâm lấn của vật lạ, khói bụi hóa chất độc hại rồi các cái loại vi trùng vi nấm ngoài ra cái lớp thượng bì này nó còn có khả năng là tổng hợp vitamin D từ ánh sáng mặt trời đồng thời nó cũng là một cái màng để ngăn cản các cái tia cực tím có hại của ánh nắng mặt trời và nó còn quyết định cái màu da của chúng ta qua cái lớp tế bào đáy này nó có rất nhiều các cái tế bào melanocyte nó quyết định cái màu da của chúng ta như là màu da da trắng da nâu da vàng vân vân mình nhìn từ ở bên ngoài cho xuống tới hết cái lớp thượng bì thì các cái nhà giải phẫu người ta xác định được nó có 5 lớp thứ nhất là cái lớp sừng ở giữa cái lớp sừng và cái lớp hạt nó có một cái lớp bóng cái lớp bóng này thì chỉ có ở da bàn tay và da bàn chân thôi rồi kia đến là lớp hạt lớp gai và lớp đáy đó là 5 lớp của cái lớp thượng bì các bạn thấy là nó chỉ có khoảng 0,2mm thôi mà nó có tới 5 cái lớp tế bào như thế này. Chúng ta bắt đầu phân tích cái lớp đầu tiên là cái lớp sừng mà chúng ta nhìn thấy ở trên bề mặt da của chúng ta. Đây là cái lớp ngoài cùng của da, nó bị sừng hóa và nó trở thành cái mô chết. Bản thân nó không có còn cấu trúc tế bào nữa và các cái mô này nó xếp trồng lên nhau, nó tạo thành cái bức tường, nó chống thấm cho cơ thể, nó bảo vệ chúng ta ngăn cản cái sự mất nước của cơ thể Cũng như là ngăn cản cái sự xâm nhập của nước ở bên ngoài vào Cái lớp sừng này nó rất là mỏng và nó chỉ bảo vệ chúng ta một cách tương đối Theo cái chu kỳ sinh lý bình thường đó, thì cứ khoảng 28 đến 30 ngày thì cái lớp sừng này nó bị thoái hóa và nó già đi đồng thời nó bong chóc ra nó trở thành tế bào chết thì khi mà chúng ta tắm rửa đó chúng ta kỳ chúng ta thấy nó nó chóc ra mà chúng ta hay quen gọi là cái lớp hờm ở trên da của chúng ta đó đó là những cái tế bào sừng này nó bị chết và nó bong chóc ra chúng ta hiểu được sinh lý của cái lớp sừng này thì khi mà chăm sóc da chúng ta định kỳ tẩy cái lớp tế bào chết này theo cái chu kỳ sinh lý của nó thì nó sẽ làm sạch da da của chúng ta sẽ trắng sáng hơn và những cái lỗ chân lông nó không cũng không bị bít tắc do đó khi mà chúng ta dùng các cái loại mỹ phẩm dưỡng da chẳng hạn thì nó mới có thể thấm sâu vào những cái lớp dưới này nó phát huy hiệu quả cao nhất của các cái loại mỹ phẩm kế đến là cái lớp tế bào hạt cái lớp tế bào hạt này nó có chứa rất nhiều các cái hạt sừng uh, keratohyalin các cái hạt sừng nó sẽ dần dần được đẩy lên trên và nó thay thế cái lớp tế bào sừng này cái lớp thứ ba là cái lớp tế bào gai các cái lớp tế bào gai này nó sẽ được thay thế dần những cái lớp trên này nó sẽ đẩy dần lên theo cái chu kỳ sinh lý của da chúng ta cái lớp cuối cùng là cái lớp tế bào đáy cái lớp tế bào đáy là cái lớp trong cùng của cái lớp thượng bì À, nơi sản sinh ra các cái tế bào mới liên tục được đẩy lên trên cái lớp thượng bì này á, thì nó có khả năng tái sinh chính vì vậy mà khi mà da của chúng ta bị tổn thương đó thì thường là nó không để lại sẹo do cái tính chất của cái lớp tế bào đáy này nó có thể sản sinh ra các tế bào mới nó thay thế các cái tế bào tổn thương nằm trong cái tế bào đáy này này nó có rất là nhiều các cái hạt melanin nó quyết định cái màu da của chúng ta như là người da đen người da vàng, người da trắng rồi cái màu tóc của chúng ta cũng vậy, à, màu tóc nâu, tóc vàng hay là tóc đen thì nó do cái tế bào hắc tố melanin này quyết định cái màu da của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái lớp thượng bì. À, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái lớp thứ hai là cái lớp trung bì. Cái lớp trung bì là cái lớp dày nhất trong cái làn da của chúng ta. À, nó có những cái thành phần như sau. À, thứ nhất là cái lớp nhú và cái lớp quan trọng nhất là cái lớp lưới cái lớp nhú thì nó rất là mỏng nó có thể xuất hiện hoặc là có thể không xuất hiện tùy từng cái vùng da của chúng ta cái quan trọng nhất là cái lớp lưới cái lớp lưới này nó có nhiều các cái thành phần ở trong đó cái lớp lưới này nó được cấu tạo bởi rất nhiều các cái bó sợi cái sợi keo elastin cái sợi lưới và cái sợi đàn hồi collagen ở cái người trẻ tuổi đó thì các cái bó sợi này nó liên kết rất là chặt chẽ với nhau và nó tạo nên một cái làn da săn chắc khỏe mạnh là chính nhờ các cái bó sợi elastin và các cái sợi đàn hồi collagen. Càng lớn tuổi lên á thì cái collagen nó lại càng bị phá hủy đi. Thì người ta nhận thấy rằng cứ mỗi một năm thì cái sự thoái hóa của cái collagen nó giảm đi khoảng một phần trăm. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta lớn tuổi đó thì cái làn da của chúng ta nó trở nên nhăn nheo, nó trở lên nhão ra, không còn cái khả năng đàn hồi nữa và nó xuất hiện cái tình trạng lão hóa. Ngoài các cái sợi collagen, sợi elastin thì cái trong cái lớp trung bì này nó còn rất là nhiều mạch máu, nhiều các cái tuyến mồ hôi, tuyến bã, nang lông và các cái dây thần kinh để chi phối cho cái vùng da này. Quý vị nhìn ở trên màn hình để thấy là đây là cái lớp trung bì, đây là cái tuyến mồ hôi. Quý vị thấy cái màu xanh xanh này. Đây là cái nang lông và các cái tuyến bã đây, quý vị thấy, đây là cái tuyến bã, cái tuyến bã này nó tiết dầu ra theo cái nang lông nó đi ra ngoài à, cùng rất là nhiều mạch máu và các cái dây thần kinh chi phối cho làn da của chúng ta. À, cũng xin lưu ý với quý vị là cái lớp trung bì này nè, nó không có cái khả năng tái tạo à, giống như là cái lớp thượng bì. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta bị tổn thương xuống tới cái phần trung bì này thì thường là nó sẽ để lại sẹo trong cái lớp trung bì này thì có hai cái thành phần chúng ta cần lưu ý bởi vì nó liên quan đến cái khâu chăm sóc da nó liên quan đến cái mụn trứng cá của chúng ta là do hai cái thành tố này thứ nhất là cái tuyến bã và nang lông đây quý vị nhìn thấy đây là tuyến bã đây là cái tuyến bã và đây là cái nang lông chúng ta cùng tìm hiểu cái tuyến bã là gì cái nang lông là gì nhá cái nang lông này đó thì nó có hai loại thứ nhất là nang lông dài như là ở da đầu chúng ta rồi ở như vùng nách ở vùng cẳng chân ở những cái bộ phận sinh dục của chúng ta thì nó có cái nang lông dài cái nang lông dài này thì nó bao quanh cái lăng lông và cái lông nó phát triển mạnh hơn là cái lăng lông tơ các cái chất xuất tiết nó cũng từ các cái tuyến bã này nó tiết ra ngoài theo cái lăng lông và nó đi ra ngoài nhưng cái đặc điểm của các cái tuyến bã mà ở cái nang lông dài đó thì thường là nó không phát triển mạnh như là những cái tuyến bã ở cái nang lông tơ. À, kế đến là nang lông tơ. Nang lông tơ thì nó nằm rải rác trên khắp cơ thể của chúng ta. À, đặc biệt là nó ở vùng mặt của chúng ta là có rất là nhiều nang lông tơ, còn à, ở lòng bàn tay, lòng bàn chân thì lại không có nang lông tơ. Cái nang lông tơ này nè, nó có cái kích thước nhỏ nhưng mà các cái tế bào của nó đó thì lại rất là lớn. Chính vì vậy mà nó tiết rất là nhiều cái chất bã. Do đó nó là một cái nguyên nhân chính gây ra cái mụn trứng cá ở vùng mặt của chúng ta. À, người ta nhận thấy rằng các cái tuyến bã ở vùng mặt đó nó phát triển uh, gấp 5 lần so với những cái nơi khác. À, chính vì vậy mà uh, đó là cái lý do uh, khiến cho vùng mặt của chúng ta dễ bị mụn trứng cá hơn những cái vùng khác. Cái tuyến bã này nó tiết ra chất bã và nó được đưa ra ngoài theo cái ống tuyến ở vùng nang nông này. À, cái tuyến bã này quý vị biết á nó là một cái tuyến toàn hủy tức là những cái chất tiết ra nó được đẩy ra ngoài hoàn toàn vì một cái nguyên nhân nào đó mà cái chất bã này nó ứ động lại nó không thoát ra ngoài được thì nó là cái nguyên nhân gây lên cái mụn trứng cá. Quý vị đã biết được cái cơ chế hình thành mụn trứng cá như thế nào qua cái sự tìm hiểu cái làn da của chúng ta rồi. Có một cái điều cần lưu ý nữa là cái hoạt động của cái tuyến bã này nó chịu ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố đặc biệt là cái hormone sinh dục khi mà các cái trẻ mà nó vào cái tuổi dậy thì đó thì các cái hoạt môn sinh dục nó phát triển rất là mạnh do đó mà những cái tuyến này nó cũng tăng cường các cái hoạt động nó tiết ra rất là nhiều các cái chất bã chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở những cái trẻ em mà nó bước vào cái tuổi dậy thì đó thì nó xuất hiện rất là nhiều mụn ở trên mặt của các em ngoài ra cái mụn trứng cá nó còn phụ thuộc vào các cái yếu tố di truyền rồi những cái yếu tố môi trường ở bên ngoài như là những cái chất kích thích rồi môi trường ô nhiễm ở bên ngoài nó cũng là cái nguyên nhân góp phần làm cho các em bị mụn trứng cá nhiều trong cái giai đoạn này cũng thêm nói lại là cái chất bã này bản thân nó là một cái chất vô trùng là các cái dẫn xuất của lipid nó có tác dụng bảo vệ làn da của chúng ta khỏi sự xâm nhập của vi trùng vi khuẩn ở bên ngoài đồng thời nó giữ ẩm cho da và nó làm cho da của chúng ta được mềm mại hơn chính là nhờ cái chất bã này. À, cái lớp cuối cùng là cái lớp hạ bì, nó là cái lớp cuối cùng ở trong ba lớp thượng bì, trung bì và hạ bì. À, cái lớp hạ bì này chủ yếu là các cái mô mỡ, nó có cái tác dụng là làm cái lớp đệm cho da của chúng ta khỏi những cái sang chấn từ bên ngoài, đồng thời nó liên kết các cái thành phần của da lại với nhau. Ngoài ra cái lớp hạ bì này nó còn có cái nhiệm vụ điều hòa nhiệt độ cho cơ thể của chúng ta luôn luôn ở cái mức hàng định. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị một cái cách khái quát nhất về cấu tạo của làn da. Trong những cái chương trình sắp tới thì tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái chức năng của da đối với sức khỏe của con người. Qua đó chúng ta biết cái cách để chăm sóc làn da của chúng ta cũng như là bảo vệ sức khỏe của quý vị được tốt hơn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về cấu tạo của làn da. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.